Bác Văn Mạnh thì là có một câu hỏi là: cho tôi hỏi gỗ hương đỏ Lào và gỗ hương ta thì loại nào tốt hơn? Vâng, câu hỏi rất là hay. Thì chia sẻ luôn với bác Mạnh nghe là cái gỗ hương đỏ Lào là nó đắt hơn và nó giá trị hơn gỗ hương ta bác nhé. Đắt hơn, giá trị hơn gỗ hương Gia Lai ấy. Thì một số khách hàng ấy thì thường lầm tưởng là những cái loại gỗ hương hay là những loại gỗ mà ở Việt Nam ấy thì loại nào cũng tốt. Tuy nhiên thì đó là một sai lầm nhé. Mỗi một loại gỗ thì nó lại phù hợp với một cái chất đất cũng như là một cái vùng khí hậu khác nhau. Đó, riêng cái gỗ hương này thì nó lại thích hợp với cái chất đất như khí hậu ở bên Lào hơn. Đấy, cho nên là nó ra cái chất gỗ hương đỏ Lào rất là giá trị nhá. Rồi. Mỗi một loại gỗ thì lại ưa một cái vùng đất khác nhau. Đấy. Chia sẻ với bác là gỗ hương đỏ Lào thì là giá trị hơn gỗ hương ta hay hương Gia Lai bác nhá.